Kính chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về được một đôi loa rất VIP quý vị. Đây là một đôi loa full 325cm của hãng Classic Roll. Đây là một thương hiệu loa của Mỹ, sản xuất ở Nhật nha quý vị. Xuất ở Nhật. Thì đôi loa full 25 này nó sở hữu một cái thiết kế của những cái thùng chuyên nghiệp nha quý vị. Đây là cái thùng chúng ta có thể sử dụng đôi này làm monitor luôn ha. Đây, thiết kế monitor như thế ha. Có những cái móc này chúng ta có thể treo lên luôn ha mấy vị. Móc này treo lên những cái dàn nhạc lớn, nó có cái treo cái monitor ở trên, nó úp xuống ha. Thì quý vị thường thấy những cái loa úp xuống monitor, nó sẽ là monitor hoặc là center hoặc là surround đều được hết ha. Làm loa full, nói chung là nó đa, đôi loa này đa chức năng. Đa chức năng. Đây cũng vậy quý vị. Bass 25cm ha, chảo rất sâu. Chép kèn lớn nha quý vị. Thì đối với một cái thùng gỗ thịt như thế này. Cái thùng gỗ thịt ha, thùng này là thùng gỗ luôn. Đây móc đây nè. Móc đây nè. Đây, móc đây nè, nói chung móc đây. Mỗi thùng này sẽ có 6 cái thành móc này. Và như thấy gỗ mà nó như vậy, sần sần chống nước luôn, rất là đẹp. Thì này là CB10 hay là mã. Công suất là 400W mỗi loa nha quý vị. 400W mỗi loa. 8 ohm ha, 8 ohm 400W mỗi loa. Thì đây. Rất đẹp quý vị, đôi loa rất là đẹp chúng ta. Để trưng bày rồi hát cũng rất là hay. Đối với dòng Classic Roll, anh em nào đã chơi rồi thì biết được cái chất âm vô cùng tuyệt vời của em nó nha. Đấy, vô cùng tuyệt vời của em nó quý vị. Từ đô la này tất cả là em đã kiểm tra hết, đã test ngon lành hết rồi quý vị. Tất cả là ngon hết. Gân là gân này em sẽ dưỡng gân cho quý vị luôn ha. Nói chung là kiểm tra dưỡng, bảo dưỡng đó, tất cả nó quý vị ha. Về quý vị sử dụng thôi. Đấy. Test hoàn hảo hết, nguyên zin hết. Thì giờ này cũng khuya rồi. Em hàng cũng mới về, em vừa vệ sinh em để lên quay cho quý vị xem. Thì mai em sẽ làm một cái bản test để quý vị thưởng thức cái chất âm. Mà chất của dòng Classic Roll này anh em nào chơi rồi thì anh em sẽ mê quý vị. Đấy, cái độ chịu lực và cái tiếng nó rất là sáng nha. Rồi, và đô la này thì có mức giá là 7.500.000, em bao ship toàn quốc cho quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.